Kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin cập nhật mới nhất trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Sáng ngày 16 tháng 5, theo thông cáo, bên cạnh việc bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy, bí thư Ban cán sự Đảng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy ông Lê Thanh Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền thành phố. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Trước đó ngày 14 tháng 5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Theo kết luận, những vi phạm của ông Lê Thanh Hải đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trước đó tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận ông Lê Thanh Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu đô thị mới Thủ Thiêm tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn, đối diện trung tâm quận 1 với tổng diện tích 657 ha. Khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch với dân số khoảng 200.000 người, khu tái định cư khoảng 45.000 người, định hướng trở thành một trung tâm mới hiện đại với các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp, khu vực có vị trí chiến lược quốc gia, là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, khu vui chơi giải trí lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, hơn 20 năm sau quy hoạch, dự án vẫn còn dở dang. Hàng trăm hộ dân khiếu nại từ thành phố đến trung ương vì cho rằng bị thu hồi đất trái quy định. Ông Lê Thanh Hải, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2001-2006, được xem là người khởi nguồn cho những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đặc biệt là đã chỉ đạo xé nát 160 ha đất tái định cư của người dân bị giải tỏa. Ông Lê Thanh Hải, hiện 74 tuổi, giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2006. Sau khi được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, ông được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 10 năm, từ năm 2006 đến năm 2015. Trong 15 năm làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, rồi là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải có hàng loạt chỉ đạo làm khu đô thị mới Thủ Thiêm biến dạng. Trong quyết định 367 ngày 4 tháng 6 năm 1996, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quy mô 930 ha, gồm khu đô thị mới 770 ha và khu tái định cư 160 ha, nằm giáp danh thuộc địa bàn phường An Khánh, An Lợi Đông, Bình An, Bình Khánh và Thủ Thiêm. Tuy nhiên, trước khi quyết định của Thủ tướng ban hành, thành phố Hồ Chí Minh đã giao 23,3 ha đất ở phường Bình An cho 5 doanh nghiệp đầu tư dự án kinh doanh nhà ở, khu vui chơi, giải trí, thương mại. So với quy hoạch được phê duyệt, diện tích khu đô thị mới Thủ Thiêm đã giảm 26,3 ha, bao gồm 3 ha mặt nước. Ngày 22 tháng 2 năm 2002, Chính phủ có công văn số 190 cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ để thu hồi 930 ha thuộc các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm, quận 2 để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Và sau khi có quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch thực hiện dự án với nhiều sự điều chỉnh không thống nhất, không phù hợp,
thậm chí có dấu hiệu làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gây thiệt hại, bức xúc, khiếu nại, tố cáo của người dân. Với thông báo 1483 năm 2018 và thông báo 1041 năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến ngày 22 tháng 3 năm 2002, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải yêu cầu điều chỉnh diện tích khu đô thị mới, giao kiến trúc sư trưởng thành phố, giám đốc sở địa chính nhà đất cắm mốc đủ 770 ha đất, theo giải pháp bổ sung hơn 40 ha của khu tái định cư Bình Khánh, ra soát lại quỹ đất trên địa bàn quận 2, đề xuất phạm vi giao đủ 160 ha tái định cư. Sau đó, để có đủ đất bù vào khu tái định cư, ông Hải tiếp tục yêu cầu ra soát lại quỹ đất trên địa bàn quận 2, thu hồi đất của các dự án chậm triển khai, không nhất thiết tại một số địa điểm. Thực tế, chỉ có khoảng 10-20 ha giáp danh khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ chỉ đạo này của ông Hải, khu tái định cư Thủ Thiêm đã được chuyển ra xa và chia thành 6 địa điểm tại các phường Bình Khánh, An Phú, An Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái. Trong đó khoảng 50 ha ở phường Cát Lái, giáp tỉnh Đồng Nai, cách khu đô thị mới đến 15 km. Những chỉ đạo của ông Lê Thanh Hải không phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 367 và Chính phủ tại công văn số 190, bật đèn xanh và gây ra hệ lụy cho việc mở ranh giới quy hoạch, lấy 4,3 ha đất khu phố 1, phường Bình An, quận 2, vốn dĩ nằm ngoài danh quy hoạch khu trung tâm đô thị mới, đắp vào khu tái định cư 160 ha, dẫn tới khiếu nại dai dẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi. Bên cạnh loạt sai phạm nghiêm trọng, phá đát dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm kéo dài hàng chục năm, khiến hàng nghìn người dân uất hận. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, còn dính líu đến loạt sai phạm của dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Cụ thể, những sai phạm của ông Lê Thanh Hải là gì, khiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, mới đây, tại kỳ họp thứ 41, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng ở các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị quyết định cách chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Thanh Hải do sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Theo đó, Bộ Chính trị khóa 12 cho rằng trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, ông Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cá nhân ông Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Với cương vị là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố
trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của Hội đồng Nhân dân thành phố và quy định của Luật Ngân sách năm 2002, Luật Xây dựng năm 2003. Hé lộ chiêu thức AIC trúng loạt gói thầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng hai đồng phạm Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc AIC và Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng đại diện AIC tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện cả ba đang bỏ trốn. Cùng vụ án, ông Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Liên quan tới vụ án, 8 người khác cũng bị đề nghị truy tố. Theo kết quả điều tra, ông Sô gặp và quen bà Nhàn tại sự kiện đầu năm 2014. Biết Trung tâm Công nghệ sinh học đang triển khai dự án 12 phòng thí nghiệm, bà Nhàn đề nghị và được ông Sô đồng ý cho AIC thực hiện. Bà Nhàn cử Trần Đăng Tấn, trưởng đại diện AIC tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với ông Sô và Nguyễn Đăng Quân, phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học để xây dựng lại danh mục thiết bị và giá có lợi cho AIC. Để sớm triển khai dự án, ông Sô ký tờ trình đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án và kế hoạch đấu thầu. Trên cơ sở này, tháng 7 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt 12 dự án phòng thí nghiệm. Gần một năm sau, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 năm 2015 gồm 4 gói thầu, giá trị gần 150 tỷ đồng. Khi kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, Phó Tổng Giám đốc AIC Trần Mạnh Hà đến gặp, thỏa thuận với ông Sô cho AIC xây dựng lại danh mục thiết bị để đảm bảo lợi nhuận cho công ty này 40% giá trị mỗi gói thầu. Giá trị thực tế của thiết bị khoảng 60% giá trị gói thầu. Ông Sô đồng ý giao cho Quân cùng cấp dưới thực hiện. Do nhân viên xây dựng lại danh mục không đảm bảo chất lượng nên ông Quân tự làm để vừa đảm bảo chất lượng và lợi nhuận cho AIC. Đầu năm 2015, ông Nguyễn Xuân Vũ, chủ tịch công ty Gen Việt, đề nghị với bà Nhàn cho tham gia liên danh thực hiện dự án. Bà Nhàn đồng ý với điều kiện Gen Việt thực hiện toàn bộ khâu chuyên môn như mua hàng, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo hành. Lợi nhuận AIC vẫn đảm bảo như ban đầu. Cơ quan điều tra xác định AIC sẽ đứng đầu liên danh, lo ngoại giao và chi phí. Phần lợi nhuận do Gen Việt đàm phán, giảm giá với nhà cung cấp thì công ty này được hưởng. Tuy nhiên, do Gen Việt chưa đủ năng lực nên ông Vũ để công ty Việt Á của Phan Quốc Việt tham gia liên danh. Gen Việt có 10% góp vốn của Việt Á. Để tránh khiếu kiện nếu trúng nhiều gói thầu, Phan Quốc Việt chỉ đạo cấp dưới nhờ công ty Vimedimex đứng tên hộ một gói thầu. Các bị can thỏa thuận liên danh AIC Việt Á sẽ trúng hai gói thầu giai đoạn 1, Vimedimex trúng một gói. Theo kết luận điều tra, Phan Quốc Việt còn đề nghị thay một số thiết bị trong danh mục do ông Quân lập nhưng không phù hợp nên chỉ được đồng ý một ít. Sau đó, ông Quân chuyển danh mục, dự toán thiết bị đã thay đổi được ông Sô phê duyệt cho phía Việt Á biết để chuẩn bị tham gia đấu thầu. Việc thay đổi thiết bị mà vẫn đảm bảo 40% lợi nhuận cho AIC nên dự toán 4 gói thầu cao hơn 20 tỷ đồng so với giá đã duyệt. Để tháo gỡ, ông Sô chỉ đạo cấp dưới thuê tư vấn thẩm định, hợp thức giá dự toán. Hồ sơ mời thầu được xây dựng theo hướng có lợi cho liên danh AIC, Việt Á và Vimedimex, dựa theo năng lực, thế mạnh của các công ty này. Quy định về nhân sự trong hồ sơ mời thầu cũng cao hơn mức tối thiểu để hạn chế nhà thầu khác tham gia. Diện hợp đồng tương tự từ công nghệ sinh học, y dược được mở rộng thành khoa học công nghệ, y dược để liên danh AIC, Việt Á và Vimedimex đủ điều kiện dự thầu. Theo cáo buộc, do được ông Sô chỉ đạo, biết rõ hồ sơ mời thầu do Trần Vinh Vũ, giám đốc công ty tư vấn Hồng Hà tạo lập có lợi cho liên danh AIC Việt Á. Nhưng ông Nguyễn Viết Thạch, trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học và Nguyễn Trần Long, chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng công trình vẫn thẩm định thông qua. Các công ty nhóm Gen Việt như Nam Anh, Đông Dương được cử tham gia liên danh với nhóm AIC uy tín toàn cầu làm quân xanh tham gia đấu thầu. Khi Trung tâm Công nghệ sinh học mở thầu, Phan Quốc Việt chỉ đạo nhân viên Việt Á phối hợp với AIC làm hồ sơ dự thầu cho cả liên danh và các công ty quân xanh. Đến thời điểm đóng thầu, nhân viên AIC nộp hồ sơ dự thầu cho liên danh AIC Việt Á. Nhiều nhân viên Việt Á nộp hồ sơ dự thầu cho các công ty quân xanh. Việt Á cũng hỗ trợ Vimedimex lập hồ sơ kỹ thuật. Còn lại công ty này tự chuẩn bị hồ sơ pháp nhân, năng lực nộp hồ sơ dự thầu. Nhờ chiêu thức này, liên danh AIC Việt Á trúng 2 gói thầu. Vimedimex trúng 1 gói thầu đúng như kế hoạch nhóm bị can đã thỏa thuận trước đó. Sau đó, với các gói thầu liên danh AIC Việt Á trúng, Việt Á đứng tên ký hợp đồng mua hàng từ nhà cung cấp rồi bán lại cho Gen Việt để bán cho AIC đưa vào dự án. Với gói thầu Vimedimex trúng,
công ty Mofa do bà Nhàn lập, điều hành, ký hợp đồng với các nhà cung cấp, sau đó bán lại cho VMedimax để bàn giao cho Trung tâm Công nghệ Sinh học. Kết quả thực hiện, Trung tâm Công nghệ Sinh học thanh toán cho AIC hai gói thầu trị giá hơn 106 tỷ đồng. AIC thanh toán cho Gen Việt gần 89 tỷ đồng nguồn hàng đầu vào. VMedimax được Trung tâm Công nghệ Sinh học thanh toán một gói thầu 53,4 tỷ đồng, trong khi tiền hàng 52,5 tỷ đồng, được hưởng lợi 800 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, công ty AIC của bà Nhàn tiếp tục trúng nhiều gói thầu giai đoạn 2 và 3 thuộc dự án 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Sinh học. Do việc thực hiện 4 gói thầu giai đoạn đầu chậm, danh mục thiết bị dự toán dự án từ năm 2011 nên bị lạc hậu. Để triển khai tiếp, ông Sô giao cho Quân nghiên cứu, điều chỉnh danh mục thiết bị vào giai đoạn 2 và 3 sao cho đảm bảo chất lượng và lợi nhuận dự kiến cho AIC trước khi chỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh dự án. Thực hiện chỉ đạo này, ông Quân thay đổi các thiết bị dự kiến, mua theo hướng điều chỉnh cấu hình nhằm đảm bảo 40% lợi nhuận cho AIC và không vượt mức tổng đầu tư đã duyệt. Lập sau danh mục thiết bị giá gần 300 tỷ đồng, ông Quân gửi cho phía AIC để công ty này chuẩn bị trước khi đấu thầu. Căn cứ hồ sơ của Trung tâm Công nghệ Sinh học, tháng 3 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự toán giai đoạn 2 và 3 tổng gần 300 tỷ đồng. Tháng 4 năm 2018, theo chỉ đạo của ông Hà, nhân viên AIC tại Hà Nội đã nhờ công ty Kim Ngân làm quân xanh rồi gửi hồ sơ vào chi nhánh AIC thành phố Hồ Chí Minh để nhân viên tại đây nộp đảm bảo đủ 3 đơn vị dự thầu, không bị hủy và để công ty Mofa trúng thầu. Sau khi tham gia đấu thầu giai đoạn 3, nhân viên AIC tiếp tục nộp hồ sơ thay công ty Tài Lộc và Việt Anh, đảm bảo đủ 3 công ty dự thầu, tạo điều kiện để công ty Mofa trúng thầu. Trong cả 3 giai đoạn, AIC và Mofa trúng 6 gói thầu, các công ty do AIC chỉ định trúng 3 gói thầu. Hành vi của các bị can gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng và phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Tại cơ quan điều tra, ông Sô thừa nhận đã thỏa thuận thông đồng nâng giá, tiết lộ danh mục thiết bị trước khi đấu thầu, thông đồng lập hồ sơ mời thầu tạo điều kiện cho AIC và các công ty AIC chỉ định trúng thầu là vi phạm pháp luật. Đáp lại, ông Sô được bà Nhàn chỉ đạo nhân viên 6 lần đưa quà cảm ơn với tổng tiền là 14,4 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Quân khai rằng việc lập hồ sơ thiết bị điều chỉnh mà không qua hội đồng là thực hiện theo chỉ đạo của ông Sô.